Thật sự Tiến Khang xin kính chào quý cô bác anh chị. Hôm nay Tiến Khang xin giới thiệu đến quý cô bác anh chị là món hủ tiếu gạo lứt đỏ nha. Hôm nay là hủ tiếu này là em sẽ đi trộn với rau củ và ăn kèm với nước sốt mè rang quý cô bác anh chị. Ở đây em sử dụng là một chén mè. Đây là hủ tiếu lứt đỏ đang bán tại Thực Dưỡng Tiến Khang. Gói này là 500g nha mọi người. Rau củ ăn kèm thì ở đây là em có là bắp cải tím, cà rốt chết rồi, với lại là cải ngọt. Mình không ăn cải ngọt thì mình có thể sử dụng các loại khác như là cải ngồng hoặc là các đậu que hay là gì đó nha mọi người, thì theo khẩu vị gia đình mình. Này mình đi giả nhuyễn nha. Tiếp theo là mình bỏ hành ba rô vào nha mọi người. Mình cho vào là 2 muỗng nước tương nha mọi người. Tiếp theo thì mình cho mè đã giã nhịn mịn vào nha mọi người. Mình cho vào 1 muỗng đường. Cái này là em nêm theo khẩu vị của gia đình em nha mọi người, còn mình có thể gia giảm, mình có không thêm đường cũng được. Tiếp theo mình cho vào đây là bột sắn dây nha mọi người, nó tạo độ sạch cho nước sốt á. Tiếp theo mình cho vào 1 muỗng cốt gừng. Nấu đến khi nó sạch lại là được. Rất là thơm. Sốt tương mè. Chủ đề hôm nay toàn là về mè hết. Tới chiều không bước đâu ra khỏi cái đó, đó điện thoại không có xài. Em vớt vớt cà rốt ra thì bây giờ là em đi trụng cải nha mọi người. Và tiếp theo đó là em trụng bắp cải tím. Xong rồi mình tiến hành là mình đi luộc hủ tiếu. Những ngày mà mình ngán cơm mình có thể làm những món này để thế để thấy cơm nha mọi người. Ăn cũng rất là ngon luôn. Rồi sau khi cải chín thì mình vớt cải ra, mình đi trộn bắp cải nha mọi người. Tiếp theo mình cho bắp cải tím vào nha mọi người. Trộn sơ thôi nha mọi người ơi. Cho hủ tiếu vào nha mọi người ơi. Sau khi đã ngâm với nước lạnh thì mình bỏ vô mình luộc tầm 1 phút đến 2 phút nha mọi người. Nó chín như vậy nè. Rồi bây giờ mình tắt lửa mình đi đổ qua nước lạnh ha. Bây giờ thì mình rưới cái nước sốt lên mình trộn nha mọi người. Mình trộn một ít nhiều, một xíu mình đi rưới lên cho mặt nha. Trộn cái cọng hủ tiếu mình nó được thấm đó mọi người. Như vậy thì em đã hoàn thành xong cái món hủ tiếu lứt trộn rau củ ăn kèm là nước sốt tương mè nha quý cô bác anh chị. Đây là thành phẩm của em. Ở đây em cho thêm một cái trứng lòng đào nữa nha quý cô bác anh chị. Và đây là cái sốt tương mè của em được làm từ nước tương tamari với lại mè rang. Và đi kèm với bữa ăn ngày hôm nay thì mình có một ly trà lá sen nha mọi người. Trà này giúp an thần dễ ngủ. Nếu mọi người có thắc mắc gì hay là muốn Tiến Khang nấu những món gì về thực dưỡng thì mọi người hãy comment phía bên dưới. Tiến Khang sẽ phản hồi một cách nhanh nhất. Và tất cả các sản phẩm của Tiến Khang thì em để ở đường link mô tả phía bên dưới. Mọi người có thể nhấp vào tham khảo, có thể gọi trực tiếp đến hotline hay là đến trực tiếp tại cửa hàng. Và cuối cùng thì nếu thấy video này hay thì mọi người cho em xin một like, một share và một đăng ký kênh để em có động lực để làm những video tiếp theo hay hơn nữa. Chúc mọi người thành công và hẹn gặp lại.